Hello anh em, lại là mình đây, Iowa Gaming. Hôm nay tôi lại mang những cái cập nhật mới dành cho anh em nữa. Một cái điều cực kỳ quan trọng luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái này nha. Đó, bây giờ anh em có thể thấy là trong cái này chúng ta sẽ có là chuỗi sự kiện ra mắt máy chủ tuần 26. Thì cái chuỗi này chúng ta sẽ có là chuỗi sự kiện kho báo, lại là thu thập đổi thưởng, cũng như là cái event sau cái event con Vegito này. Đó, là anh em có thể thấy là cái con Vegito này nè. Và xong là sẽ đến cái phần tiêu thể lực. Thì bây giờ là lại là cái sự kiện thu thập đổi thưởng thôi. Đấy. Rồi chúng ta sẽ có thêm ưu đãi Bác Môn 25 tháng 11 nè. Vòng quay siêu cấp có sự trở lại của Vegito siêu nhanh 4, có sự trở lại của Moro và dòng ma siêu hợp thể. Và chúng ta sẽ có thêm một cái nữa, đó chính là gì? Chiến lệnh kỳ 7 hồn chi viện Son Goku SSGSS. Thì con chi viện này những anh em nào mà muốn lấy rồi là có đam để chúng ta đam boss đó, thì nên có thể lấy cũng được. Còn để sau này chơi thì cũng khá là ok, nhưng mà hiện tại thì đang không có cần thiết lắm. Cho nên đây là cái thời gian mà tích đá là chúng ta lấy những cái con tướng mới. Ok nè. Rồi cái điều đặc biệt quan trọng nữa là cái gì anh em? Sự dự đoán của tôi lại là sự chính xác hoàn toàn. Anh em có thể thấy là ở đây chúng ta sẽ có chuỗi sự kiện siêu chiến binh trở lại. Thời gian là từ 5 giờ ngày 23 tháng 11 cho đến 5 giờ ngày 30 tháng 11. Siêu chiến binh hạng giờ, server đua top là server đơn nha anh em. Đó. Thời gian tổng kết top sẽ là 21 giờ 30 ngày 29 tháng 11. Và cái phần thưởng chỉ đó chính là rương tự chọn y như mà mình dự đoán luôn, đó chính là Future Gohan hoặc là Son Goku Perfect. Và top 1 chúng ta sẽ ở trong đây nó sẽ ghi là top 1 là 300 mảnh, nhưng mà mình nghĩ là lại có cái sự lỗi test ở đây rồi nữa anh em ạ. Tại vì nếu mà đúng nó sẽ là 330 mảnh nha. Nhưng mà nếu mà cho top 1 300 mảnh thế này thì mình nghĩ là nó sẽ cho anh em chọn, có thể là chọn 150 mảnh con Future Gohan hoặc là chọn 150 mảnh con Son Goku Perfect, đó là tùy anh em thôi. Đó. Rồi thì thứ ba chúng ta sẽ có đó chính là sự kiện web của tháng 11, khai mở ngày 24 tháng 11 nha. Như vậy là chúng ta đã có những cái rất là nhiều cái event trong cái tháng này luôn. Và tháng sau nhiều khi chúng ta lại có đua top nữa, cho nên là anh em chuẩn bị đá rồng càng nhiều càng tốt nha. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ có cái thông báo quan trọng là gì? Đó chính là liên thông máy chủ tiếp theo. Cụm server của mình cũng đã liên thông rồi thì chắc chắn rồi, đó chính là những cái cụm sau thôi. Rồi, cùng mình quay trở lại thôi nào. Thì ngày hôm nay của mình thì chưa có làm gì luôn. Đây tôi vào tôi nhận cho anh em xem. Đó, nhận mấy cái này cơ bản thôi anh em. Rồi hôm nay là ngày đầu tuần mà đúng không? Đi xả thể lực bớt thôi. Ok. Xả thể lực nào. Rồi vũ khí hạng giờ nè, nhận. Let's go thôi. Hoàn trả nạp thì tôi sẽ nạp 120 đá rồng luôn nha. Cái này là mỗi ngày nạp thì chúng ta cũng có được một mớ ấy anh em ạ. Đây rồi. Đây tôi nhận cái này luôn. Cũng được access khá là nhiều anh em ơi. Rồi cái này thì tôi chưa có làm nè. Tăng phẩm chiến binh một lần. Tăng phẩm chiến binh thì nhanh mà đúng không anh em? Làm luôn cho nó nóng. Đấy, Vegeto này cho ông lên phẩm luôn. Độ 56 thôi. Đấy, hiện tại tôi đang có luôn 11.594 phần thuốc cường hóa này, hiện tại tôi đang đợi cho nó lên thôi. Tôi cũng có thể nâng cấp cái con Rô lên cũng được, tại vì cái thời gian mà để rồi nâng cấp mấy con lần đầu tiên là anh em. Đó, nó cần cái level 96, 97, lần 98 nữa. Cho nên rất là lâu. Thì trong cái thời gian này tôi có thể nâng cấp cũng như là up cái con Rô lên, nhưng mà hiện tại là cũng đang phải đợi level 96 luôn. Cho nên là chắc là tôi sẽ up cái con này vô anh em, hoặc là tôi sẽ up cái con Rolly Season 4 để tôi cho nó đi đánh boss anh em ạ. Nhưng mà bây giờ boss thì hiện tại là vẫn đủ rồi, cho nên là không có cần thiết lắm. Kiểu như là nếu mà để mà tranh hạng bảng xếp hạng thôi thì con boss sẽ vào tôi nó ngủm rồi anh em, sáng tôi chưa kịp vô quýnh nữa anh em quýnh sạch bách rồi. Anh em bây giờ anh em quýnh chết queo hết luôn rồi, lấy gì quýnh nữa. Rồi không sao, cái đó mình nhận quà hàng chính cũng ok rồi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đến cái chuyên mục gọi là mình đi xả thể lực thôi anh em ạ. Quên mất là nhận cái này đầu ngày nữa. Ồ, nhận được 12 mảnh, 12k nè anh em. Thơm chưa? 830 đá rồng nữa. Chủ đề vào VIP vàng thôi, khớp luôn. Quá là thơm luôn. Như vậy là mình đã đạt được 2.000 vé rồi nha anh em. 2.043 vé rồi. Và bây giờ mình đang đợi cái sự kiện tiếp theo thôi. Thì mình sẽ xả để mình lấy thêm một cái phần nữa. Đâu rồi? Mình sẽ lấy cho nó đúng rồi anh em. Hoàn trả tiêu phí là nhiệm vụ hẹn giờ nè. Hiện tại tôi đang cần gọi là đi đánh 10 lần đấu trường đúng không? Đánh luôn cho anh em xem. Đấy, đánh luôn hết cú nha. Đánh cho hết cú luôn. Hình như anh vừa mới đổi tên mất cái tiểu tớp rồi đi mà. Thôi bỏ qua đi. Mình sẽ đánh 10 lần nha anh em. Thì 10 lần để mình làm cái phần nhiệm vụ kia. Cái phần nhiệm vụ mà ở trong cái phần sự kiện 20 tháng 11 á, để làm cho nó xong luôn anh em ạ. Đó, anh em nào mà chưa làm thì cố gắng anh em làm hết nha. Và điều đặc biệt quan trọng là gì? Để chúng ta không có bị tốn cái phần thể lực. Chẳng hạn như tôi là tôi tích lại ở cái phần thể lực tiếp theo. Đó, sự kiện thu thập đổi thưởng nữa đó anh em. Tại vì mỗi cái sự kiện tuần đó, nó sẽ cho anh em những cái rất là mới mà anh em không thể nào mà anh em chừa lại được á, thì anh em sẽ bị mất những cái tài nguyên mới tiếp theo nữa. Chẳng hạn như những cái tính năng mới thì nó ra mà anh em không lấy được á thì gọi là bị thọt rất là nhiều luôn.
Thành ra nếu mà anh em lấy được thì đây sẽ là cái lợi thế cực kỳ lớn. Chẳng hạn như anh em tính toán được cái sự kiện tiếp theo, cũng như là những cái phần mà gọi là những cái hướng đi tiếp theo của anh em, thì nó sẽ dễ chơi hơn rất 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 là nhiều luôn. Đó. Cho nên là tôi thường xuyên hay ở trên những cái video cũng như là những cái trên live á, tôi sẽ dự đoán trước những cái event tiếp theo để cho anh em chơi rất là dễ. Thì bây giờ là tôi dự đoán hoàn toàn là coi như là đúng hoặc là gần đúng hết, chỉ có sai đúng cái chỗ gọi là tôi dự đoán sai con ve bạc anh em ạ. Tôi không ngờ là con ve bạc nó sẽ vào vé thôi. À, vậy thì bây giờ hiện tại tôi đang dự đoán khá là đúng ha. Bao nhiêu lần rồi? 18 lần rồi, một lần nữa. Ok, chuyện thôi. Dùng hết, đánh sập anh em ạ. Thì quá chết rồi cho nên tôi đổi địa hình như cũ rồi anh em ạ. Ok, nhận cái này rồi mình đi ra thôi. À, nhận. Đấy, 150. Hoàn thành 10 lần ải thường và 3 lần ải tinh anh nè anh em. Rồi, ok, tôi sẽ đi qua quét ải tinh anh một tí nha. À, tôi đang cần làm cái nhiệm vụ ải tinh anh nữa. Không biết là nó tới kịp cái phần ải tinh anh không ta. Đấy, hình như quét lố một lần rồi phải. Ok, rồi bây giờ chắc chắn rồi tôi sẽ đi quét cho cái con nào đây nhờ. Cái con này hiện tại là đang level 98 lần anh em ạ. Lõ ghê không? Rồi, chắc là tôi sẽ nâng cho Quýt kìa, nó là Vegito anh em. Tại vì sắp tới tôi nghĩ là tôi sẽ cho Quýt vào đánh thay cái con Devil để nó vào nó đánh cái phần boss thế giới anh em ạ. Cũng đang khá là phân vân. Thì chẳng hạn như tôi đang có những cái con như là Rolexian 4 nó nằm dưới này nè anh em. Đó. Thì không biết là có nên cho nó vào để nó đánh cái phần boss thế giới hay không. Thì tôi nghĩ cái lượng đam của nó vẫn sẽ cao hơn Devil một tí. Thì những anh em nào mà người ta có những cái con tướng gọi là full công luôn á, đội hình full công đi đánh boss rất là dễ. Ok, tôi thì đang rất là thiếu nha. Rồi chắc là tôi nghĩ tôi sẽ cho nó cái con này. Thì tôi đang rất là mong chờ cái con Vegito, cái con Go Vegito Blue này nè, nó quay trở lại để tôi lấy tôi up môn một tí anh em ạ. Nhưng mà nó khá là khó rồi ha. Ok, thì chắc là tôi sẽ đi up cái này thôi. Bây giờ xả cái phần này thì tôi cũng đang không phân vân là không biết là nâng cái con nào. Bây giờ không biết là nâng Rolly không ta? Nâng Rolly không anh em? Khá là khó nha, rất là nhiều cái để suy nghĩ cũng như là suy tính được luôn á. Tại vì con Rolly Season 4 tôi hiện tại nó cũng đang có hoàn vũ khí. Nhưng mà chắc là tôi sẽ ưu tiên nâng cái con Vegito lên trước đi ha. Nâng con Vegito đây lên để cho đi đánh boss anh em ơi. Ok, bước vào nâng thôi. Mấy con này bây giờ mình không có đủ nguyên liệu được. Rồi ok, như vậy thì cần nó level 93, cái này khá là dễ anh em ơi. Này thì lên mấy hồi luôn ấy. Cho nó lên thôi. Tôi còn khá là nhiều cái phần SS nè. Đó, lên cho nó nhanh. Trời ơi, cái này 63.000 bình luôn. Cái này tôi bấm không biết khi nào cho nó hết luôn á chứ. 93 đúng không em ơi? Lên thôi. Bây giờ em cần gì? Em cần tăng nhanh đúng không? Tăng nhanh thì hiện tại là nếu mà tăng một cái nữa là nó đủ anh em ạ. Nên cho nên tôi sẽ quét ha, tôi sẽ đi quét luôn. Quét đi trừ cái kia lại cũng được, không sao hết. Ok, rồi, đi mua thêm cái phần thể lực thôi. 5 nè, 6 nè, đó, quét. Quét sạch luôn. Thì nếu mà anh em nào mà chơi đúng một tí á, anh em chừa cho tôi lại đâu đó khoảng một ít thể lực để anh em quét ra những cái phi thuyền này đó, để anh em mua những cái này nha anh em. Đó, tôi mua hết những nguyên liệu này để sau này tôi nâng phẩm mấy con kia lên lấy úp tiên phong anh em ơi. Rồi ok, quay trở lại nào. Bây giờ tôi sẽ xả một để xem là tôi được bao nhiêu rồi nhờ, cái phần nhiệm vụ đâu rồi. Đấy, tôi được cái này gọi là sắp xong rồi anh em. Khiêu chiến ngày chính 800 lần, 800 lần, hiện tại tôi đang có 694 rồi. Để sắp xong rồi. Như vậy là tôi cần đổi hai cái viên run nữa anh em ạ, tức là 300. 300 cái phần này nha. Để tôi kiếm thể lực xem. Và nếu như mà dư nữa thì chắc chắn rồi tôi sẽ đổi cái phần sách cũng như là cái phần huy hiệu, tại vì tôi khá là thiếu hai cái này. Đó, ở trong này tôi hiện tại thì chỉ có run và hai cái đó thôi. Thì tôi sẽ đổi xong hai cái đó xong rồi tôi dừng anh em ạ. Và nếu như mà vẫn dư nữa thì thôi tôi sẽ đổi cái này thì chắc tôi không đổi đâu. Huy hiệu 4 sao chắc không đổi đâu anh em ạ. Đang khá là dư rồi, mở ra nó lỏ lắm. Cũng như là tốn rất là nhiều cái phần tài nguyên và cái phần ấy của mình. Rồi nạp ngày thì nhận thôi. Thích nạp nhận quà nè. Đó, có thêm được một ít vé nữa. Đạo cụ giảm giá. Sale cái này mà làm hết rồi anh ơi. Chiêu tài một lần. Ok, rồi quay trở lại nào. Cái phần nhiệm vụ hẹn giờ thì hiện tại nếu mà cần thiết thì tôi chỉ cần khiêu chiến ngày 9-800 lần thôi. Như vậy thì tôi sẽ xả bớt một ít thể lực nữa thôi anh em ạ. Đó. Rồi ok, anh em nào mà chơi đúng thì hiện tại là anh em nên trừ lại khoảng đâu đó là 200-300 thể lực. Thì sau khi cái phi tiền này nó hết thì anh em quét tiếp, đó là anh em sẽ có được một cái lượng mua tiên phong cũng khá là ok. Trong đây nó cũng được nhân 10, nhân 10 hộp nó tích từ từ thôi anh em. Tôi đây tôi làm những cái video cho nên là tôi sẽ xả trước để những có những cái anh em xem cho nó liền mạch, không có bị ngắt quãng khó chịu nha anh em. Ok, quét tiếp thôi. Đâu rồi, về cái tô đâu rồi? Thì thay vì tôi sử dụng cái phần tăng phẩm nhanh cũng được đi, tôi sẽ quét trước, trước sau thì nó cũng thiếu hơn anh em ạ.
cho nên là tôi quét trước luôn để tôi làm cái phần nhiệm vụ hàng giờ. 764 rồi anh em, rồi lên thêm một tí nữa thôi, 764 à. Vegito lên em ơi, hôm nay là ngày của em đấy, 17 nữa thơm. Rồi tôi nghĩ là chắc là đủ rồi đó anh em ạ. Nhận thôi. Đấy, còn mấy cái này thì thôi làm rất là nhanh anh em ạ. Tham gia cái đoàn chiến thì chắc chắn là anh em nào cũng làm được rồi. Mở đường trang bị 100 lần 200 lần nè. Thì anh em nào mà hiện tại trong cái sự kiện tuần của anh em mà có thì anh em quay luôn đó để nhận mấy cái này nha. Ok, thì chẳng hạn như tôi đang có 274 rồi. Thì không biết là trong này có cái sự kiện hay không. Không có sự kiện rương trang bị rồi cho nên là tôi không thể nào mà tôi xài được anh em ạ. Nếu mà sử dụng thì nó rất là tiếc cũng như là lỗ anh em. Nên là thôi để phía sau rồi mình xài thôi. Ok. Rồi quay trở lại với cái này thì nhận một tí. Hàng trả nè, nó lại có thêm. Hồi nãy tôi mua 120 quên mất. Rồi, mấy cái này lại cho anh em vé nè. Đấy, cố gắng chúng ta làm hết những cái này để chúng ta có được một cái lượng tài nguyên dồi dào nha anh em. Leo tháp. Thiêu chiến nhà tính năng 10 lần. Đấy, rồi, 10 lần thì 10 lần cho 10 lần luôn em ơi. Đây rồi, trước sau thì tôi cũng phải làm cái đó mà đúng không? Ây da, dùng hơi nhiều rồi. 8 cái thôi. Càng quét nè. Càng quét tinh anh luôn, ngại cái gì đâu anh em. Tại vì tôi cảm giác như là càng quét tinh anh nó sẽ ra nhiều hơn cái phần vật phẩm anh em. Có thể là nó tốn nhiều cái phần thể lực hơn, cho nên là nó sẽ ra nhiều hơn anh em ạ. Rồi, quay trở lại tôi nâng cho con Vegito. Tiếp cho em luôn. Rồi, thì sau khi quét xong thì tôi sẽ tăng nhanh nha. Ý trời. Rồi, thơm lừng. Rồi lên rồi đó. Thì bây giờ nó lên thì nó có thêm một tí không để đi đánh boss anh em. Như vậy là ok lắm rồi. Thì kia của nó cũng đang 80 mấy rồi anh em ạ. Thì một cái mục đích mà tôi nâng như vậy đó anh em. Thì để tôi đi PK thử cho anh em xem một tí nữa đi ha. Ok, đi làm cái này thôi. Sự kiện nè. Không biết là đủ đổi chưa nhờ, 300 chưa? 241 à. 241 thì cũng khá là đen. Thiếu một mớ nữa chứ. Rồi, chắc là xả bớt luôn anh em ơi. 900 mấy nè. Rồi, xả luôn. Rồi, hồi nãy tôi sử dụng cái con này rồi. Bây giờ là quét cho con nào nữa đây? Chắc là quét cho Quýt luôn đi. Quýt thì vẫn đang nằm ở trong cái đội hình 2 mà đánh rất là ok. Cho nên là chắc chắn là vẫn sẽ cho Quýt đánh rồi. Ôi, cái này nó lâu lắm anh em ạ. Thôi, tôi sẽ kiếp qua khúc này nha. Quét. 16 à. 16 cũng sắp đủ rồi. Chắc là mình sẽ đi làm cái nhiệm vụ nào đó để cho nó đủ luôn anh em ơi. 291 rồi. Giờ mình làm một cái nhiệm vụ nữa là sẽ đủ nha. Khi chiến ngay tính anh 100 lần. À, cái này là... Đâu rồi? Đâu, để tôi xem cái nào tôi làm được nữa. Tham gia clan chiến 18 lần. Clan chiến đánh xong chưa nhờ? Xong rồi anh em ạ. Và ngày mai nữa mới xong. Thôi bây giờ sẵn tiện làm clip thì tôi sẽ quay luôn cho các anh em cái phần vé đi. Tại vé dù sao cũng đang khá là dư mà anh em đúng không? Ok, 5 giờ sáng miễn phí một lượt, chuyện thôi. Đây rồi, tôi sẽ quay cho anh em nha. Quay cho anh xem hôm nay là mình ra cái con gì đây. Cái gì vậy, ra nhiều con thế. Ok. Quá cho mảnh luôn nè anh em, cái nhiều gì đây. Ôi giời ơi. Ok, và quay tiếp thôi. Vô Fujity à. Mấy con này bây giờ mình đang 7 sao hết rồi, cũng không có cần thiết ra lắm. Bây giờ là quay để chơi cho anh em xem vui thôi. Đây. Ồ, đồng một sao siêu cấp, thơm. Con đó mình đang chưa lên được 7 sao hay sao ấy. Nên là có cũng ok rồi. Sẵn tiện mình làm cái phần nhiệm vụ kia luôn. Ấy. Rồi, không biết là đủ chưa. Làm một cái thôi nha anh em. Bộ một cái phần nhiệm vụ ấy á. Quay vé đâu rồi ta. Rút thưởng đương chi thức 100 lần, 60 lần. Còn 14 à, 14 cái nữa à. Ok, chuyển thôi. Trời, làm không được hơn 2.000 rồi anh em ạ. Đang tròn trị 2.000 luôn nè. Mà bây giờ bị mất đi rồi. Ok, còn 4 lần nữa thôi đúng không? Thêm 10 lần nữa thôi. Bây giờ chúng ta quay nhân 1 thôi. 4 lần nữa là đủ rồi, không có cần thiết là phải dư nữa anh em. Sắp tới thì chúng ta có những cái con mới nữa rồi. Phải chuẩn bị vé lại nha. Ông nào mà không chuẩn bị là tôi đấy. Ok, đủ nha anh em. Yamcha, vị thần trong Dragon Ball Super. Hổ thật, anh Yamcha mới gọi là một vị thần bí ẩn nha anh em. Rồi, thì chắc chắn rồi là mình đã đủ rồi nha anh em. Đổi hai cái viên gold ngay cho tôi luôn. Ơi, thơm rồi. Đây rồi, hai viên tấn công chí mạng của tôi anh em ơi. Thì hiện tại để xem là tôi đang thiếu những cái viên nào nha.
Tôi đang thiếu gọi là ô thứ hai và ô thứ sáu anh em ạ. Em nhớ cái lần trước tôi cũng thiếu hai ô này không, và tôi mở hai viên ra đúng hai ô này luôn. Hôm nay chúng ta lại lập cùng nhau gọi là lập lại cái lịch sử đó, và làm sao mà chạy đâu khoảng nửa hai và sáu ở đây chứ đâu. Ôi ôi, ai đó hãy cứu tôi, vừa mới bị mù mắt tạm thời rồi anh em ơi. Ok, cái gì đây, cái gì đây, tôi đang không cần những cái này, tại sao lại cho tôi thêm nhiều ô ba dữ vậy? Lỡ rồi, quay run hết cho anh em, bây giờ tôi lỡ rồi anh em ơi. Ví dụ cho nó trùng hai ô hai cũng được, ít ra tôi cũng cho cái con cô bốn tôi nó có thêm tí máu. Cái gì mà ác đạn dữ vậy trời. Rồi xong, tầm này thì chỉ có lỡ thôi. Đâu rồi, thôi không sao, bây giờ tính ra vẫn có những cái này mà anh em, lo cái gì đâu. Trước sau thì chúng ta cũng vẫn phải xài những cái bộ tấn công chiếu mạng thôi. Đây là cái niềm an ngủ cho tôi anh em ạ. Còn những anh em nào mà hiện tại đang có sẵn rồi thì thôi, anh em cứ sử dụng đi ha. Tới giờ tôi vẫn chưa có được hai bộ rune tấn công chiếu mạng đỏ. Tức tức thật sự. Cái gì mà lỏ dữ vậy? Tại sao tôi mở cho anh em hên quá mà. Bây giờ tôi mở cho tôi nó lại lỏ như thế này cơ chứ. Quá là tức rồi. Hôm nay ông nào lấy nhân phẩm của tôi trả lại đây. Mở luôn cho anh em nó nói quá ngon rồi. Bây giờ tới lượt tôi mở ra như này. Mày có không có nhận mở cho anh em nữa nha. Quá trời đen rồi. Ok, như vậy là con này nó cũng đủ một bộ tấn công chí mạng rồi. Ok, cũng thơm anh em ơi. Nói chung là cũng tạm tạm đi. Ăn ngủ chính mình đi anh em. Bây giờ biết làm sao được nữa. Đen thiệt sự luôn, đã mở văn chương đen rồi. Bây giờ mở cái này cũng đen nốt. Thôi, bye bye anh em, hẹn một ngày nào đó tôi sẽ comeback lại ở một cái server mới. Chào tạm biệt và hân hạnh gặp lại anh em. Đấy là người ta nói thế thôi, còn tôi thì tôi vì anh em tôi vẫn sẽ chơi nha. À, nhưng mà vẫn đau lòng quá anh em ơi. Ok, không sao, bây giờ chúng ta đi test thử một cái sau khi mà hôm qua tốt tiên phong xong á, thì cái lượng tiên phong hôm nay của tôi nó cũng đang khá là ok rồi anh em ạ. Ôi trời rồi anh em quýnh tôi kiểu vậy. Server 23 là ông nào đây? À, ok. Rồi bây giờ chắc là tụi mình sẽ cùng nhau đánh thử một vài trận nha. Ngô Thiên hả? Ngọc Hải là ai nữa nè? Server 11 nữa là sao? À, cái này chắc là mới vừa. Ồ, anh ông kệ sao đổi tên thành ông kệ rồi? Ông kệ là đánh vào bằng mắt luôn anh em. Đâu rồi? Anh Mr. Bean hả? Anh Mr. Bean này vẫn đang mạnh lắm anh em ạ. Thử cướp, cướp tiếp, tôi phải đánh. Ủa sao đổi lên Ngô Thiên nữa rồi? Ở trong cái này nó rất là khó chịu nha anh em, nó cứ đổi liên tục luôn á. Nên là kéo một tí rồi là bực mình luôn đấy, mất tiêu luôn rồi, mất tiêu anh pin luôn rồi. Tiểu Vi server 22 nè, đang hạng 11 đúng không, đánh luôn. Hồi nãy thấy có đánh mình nè anh em, bây giờ mình đánh lại thôi. Ủa sao quýnh anh Bảo Ca rồi? Ok, chơi nốt đi, lo cái gì đâu, bật một tí nhạc lên em ơi. Ok, vào đánh thôi. Ok, sao mình thấy là tiếng nhạc nó hơi nhỏ đúng không em? Cái này mình sợ nó hơi to rồi. Ok rồi ha. Rồi vừa vào thì mình cái chói được Devil cũng như là lấy được cái mạng của tôi qua là cũng khá là ok rồi anh em ạ. Nhưng mà tem của anh Ok cũng đang rất là cứng. Mình thấy là mình đang có rất là nhiều cái lợi thế ở đây khi mà mình mê hoặc được cả ba con luôn. Rồi lấy được cái mạng của Ba Tiến là khá là thơm rồi anh em ơi. Thì hiện tại là cái con Vegito của mình nó cũng có được cái bộ tấn công chí mạng cũng như là con Ruo một tí cũng có tấn công chí mạng rồi. Sẵn tiện là test đam của nó luôn anh em nha. Thơm đấy chứ. Ok rồi đấy. Mình cảm giác là khá là hợp lý rồi. Cũng ma sẽ hồi máu nè anh em. Thì hàng trước của mình đang để như thế này thì mình thấy là cũng khá là ok rồi. Nếu như mà đem khu chuột của Han lên thì cái tem 2 của mình nó lại mỏng quá, không có chơi được nhiều anh em ạ. Rồi có cái phần giảm bạo đến từ vị trí của cô Blue nè. Nó lấy được cái mạng của Quýt là khá là thơm rồi. Cho một tí nữa thôi chúng ta lấy được cái mạng của tôi qua rồi em ạ. Vẫn chưa lấy được cái mạng của tôi qua kìa. Chạy đâu được. Mất cái mạng của tôi qua là khá là thơm rồi em ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng là lấy đi cái mạng của Devil nữa là đẹp. Anh ấy vẫn đang bị chói cho nên đang xem cái lợi thế của mình luôn. Devil của mình hiện tại đang vẫn vẫn đang tích được cái phần cái nội tại của văn chương Recom anh em, thơm phức. Đấy, lấy nốt cái mạng của con này luôn. Nhưng mà mình đang không có cái phần chói nào nữa ở đây rồi, Devil đang xả lại cánh tiêu bay màu luôn, Towa cũng như là con Gobalu rồi.
và mê hoặc của thành công trong vai tiếng của mình nữa. Ui rồi đèn thế nhờ. Mà không sao, thì ở cái trận đấu này mình nghĩ là mình vẫn sẽ có thể giành được chiến thắng nha anh em. Tên bạn thì còn 3 người thôi. Và Devil của mình hiện tại là ủa, bị mất nộ rồi anh em. Cay thật sự chứ, cái con Somoku phát này nó cứ đánh giảm nộ, khó chịu ghê á. Đây, Somoku phát của mình hiện tại đang gây nộ nè. Lấy cái mạng của nó đi em ơi. À, câm lặng. Ủa, câm lặng là dính cho con Lisa đây mà, không phải là dính cho con Devil nha. Đen. Ok, một tí máu đó thôi là giết được con Somoku phát rồi. Thế mà không được anh em ạ. Ờ, Vito vẫn chạy tốt anh em ơi. Khá là ngon nha. Và tay mình vẫn đang sống 4. Ồ, hút máu đến từ vị trí của Devil rồi. Lại rút nộ, khó chịu không? Vừa rút nộ mà còn vừa gây choáng nữa. Rồi, tôi qua thì chắc chắn rồi. Thì mình nghĩ là xong cái này rồi mình sẽ lấy đi được các bạn của Devil luôn nha anh em. Bay màu nè. À, vẫn chưa chịu bay màu á. Không có cái choáng nào đến từ vị trí của Somoku phát cả. Thì mình vẫn rất là mong. Tại vì hồi trước anh em thấy là cái phần choáng của Somoku phát nó rất là ảo. Nhưng mà dạo gần đây thì mình cảm giác là nó đánh không có còn choáng nữa anh em ơi. Rồi, thành công lấy được hai các bạn của tên bạn luôn. Và đây là cái tem mạnh nhất của anh Bảo Ca nè. Thì cái tem này dồn đam khá là kinh nha anh em. Nhưng mà tem của mình thì vẫn đang còn lại được rất là nhiều thành viên. Xem là chúng ta có thể win được hay không nha. Bây giờ đấm đầu thế anh ơi. Đấm một phát bay màu luôn. Đấm long trời lỡ đất luôn chứ. Rồi Vito trưởng này thôi. Chào tạm biệt. Á à, vẫn chưa chết, vẫn chưa chết. Đừng đánh vào Devil của tôi nữa anh em ơi. Đừng đánh nữa. Rồi xong. Chạy đâu nữa. Chào mừng em đến với thiên đường. Không thể nào mà chạy nổi với con Go 4 mà nó nhắm vô thì thôi, chạy đâu được nữa. Nhiều khi nó đang cầm cái văn chương mini skill giảm thủ nữa nên thì chạy đâu được. Đấy, chúng ta lấy được cái phần giáp ảo của con ma đó rồi. Ok, đấy, thì sau khi con Uber nó chết thì nó sẽ dùng cái skill lục môn của nó nên kéo được một ít máu nữa. Thơm nha. Hy vọng mà đừng có dính choáng hay dính chói gì thôi. Thì trước khi chết còn bị câm mồm nữa chứ. Tội nghiệp. Đúng rồi, chết đi em ơi. Để sống dậy rồi mình sử dụng cái skill tức sát nào. Không, thành công lấy được hai cái mạng rồi. Mình lấy cái miệng tử của mình luôn nữa. Đấy. Không có cần nhiều hết, chỉ cần như thế thôi anh em. Rồi, nhiệm vụ game đến đây là xong rồi đó. Cảm ơn em. Chết đi là vừa rồi. Chứ bây giờ làm sao được nữa anh em. Xong cái khúc này là tới tất sát của cô 4 rồi, làm sao mà chạy được nữa. Đúng không? Khi nào còn sống được là kỳ tích luôn á. Rồi, team 2 của mình ra rồi anh em. Mình đang có cái lợi thế là gì? Là Go Blue đang bị mất những cái miệng tử của mình. Quan trọng là sự trâu bò của hai con future của Han thôi. Đấy, có cho mình được cái bộ tấn công trên mạng thì Ro nó cũng trưởng đau một tí. 1 triệu mấy đó mà nhìn kịp nữa. 1 triệu 2, 1 triệu 3 gì đấy cũng ok rồi em ạ. Rồi đánh vào future của Han cho nó phản lại cho đâu hay gì. Ây da, ây da, ây da. Rồi mất nửa cây cho vừa cái lòng này. Đánh ai không đánh, và đó sắp chết mà không đánh. Khổ thân. Không sao, chúng ta lấy được miễn tử của phi trường của Han càng sớm càng tốt anh em ạ. Nhưng mà hình như lần này là đến lượt rồi. Úi dồi ôi. Rồi ăn căm mồm 2 lượt luôn. Đen chưa. Tên mình DBK hơi lỏ một tí cho anh em. Hầu như là cái con phi trường của Han của mình nó sẽ bị dính hiệu ứng. Có vẻ là do cái phần kháng hiệu ứng của nó sẽ hơi thấp một tí. Rồi, cảm giác là cái trận này mình khả năng thua cao lắm nha anh em. Đấy, ăn choáng liên tục thì làm sao mà phản sát thương được đúng không nè. Nhưng không sao, có cái chi viện của Ken búp rồi thì chắc sẽ ổn một tí. Cũng như là có cái phần búp giáp của con ba đó nữa. Mè rớt nè. Vẫn chưa lấy được cái mạng của Goblu đây mà. Cay thật sự. Mình đang cố gắng là cho cái con quýt nó sử dụng lại cái kiêu lục môn của mình. Ây da. Chí mạng nè.
Cái trời của anh của mình nãy giờ chưa được sử dụng cái phím phát sát nào, buồn thiệt sự luôn. Thì như mình đã nói rồi ha, khi mà em chơi feature của Han thì bắt buộc cái con chi viện keo nó phải đi cùng với feature của Han thì nó mới can đảm, nó đứng hàng trước được, và nó sử dụng những cái miễn sát thương của mình đó, kiểu như là những cái miễn tử nữa, nó mới hiệu quả. Còn anh em mà gọi là cho nó không đi cùng cái chi viện keo á, thực sự là mất cái tự tin đi rất là nhiều anh em ạ. Cái chi viện keo giống như là cái nguồn sống của con feature của Han vậy á, tại vì nó sẽ cho một cái miễn tử rất là cao đấy. Bước nữa nè, kèm theo đó là có cái giáp của cái con Vados nữa, thì làm sao mà chết nổi đúng không anh em? Phản à, rồi trưởng à, nếu mà lấy được cái mạng của Vados sớm thì tốt em ơi, cho nó đỡ bút giáp. Rồi thành công lấy cái mạng của Vados rồi. Rồi Rô hiện tại đang còn một mạng khá là ok, rồi cái việc còn lại là cố gắng lấy đi sớm cái miễn tử của phi trường Han thôi. Nếu mà giết được cái trường của Han thì là một cái điều rất là tuyệt vời luôn. Mình chỉ sợ là nó sẽ bị câm lặng thôi anh em. À, anh em thấy gì chưa, là chúng ta đã lấy được cái mạng của cái trường của Han rồi. Vậy thì tôi bảo đảm với anh em luôn, cái trận này sẽ là cái trận mình chắc chắn mình thắng được nha. Khi trường của Han còn sống thì sẽ thắng được. Đó, anh em vừa thấy không, là con Go 4 đánh không còn vào đam con phi trường của Han nữa, nhờ vô cái miệng sát thương 30% của chi viện keo, kèm theo đó là tôi đang có sẵn 50% miễn sát thương của nó nữa anh em ơi. Rất là ngon luôn. Rất may mắn là đợt đó tôi cũng bỏ rất là nhiều đá rồng để tôi có thể lấy được cái con chi viện keo, nên là bây giờ thật sự rất là xứng đáng. Ấy chà, đánh đau nhỉ, đau nhờ. À, lại đánh vào tôi à, cái này là muốn cho chết sớm đúng không? Đánh tôi này. Úi giời ơi, mém nữa chết luôn rồi anh em. Đấy, chiến mạng mà một lần chỉ có 25.900 đam thôi, đánh không vào cái trường của anh nữa. Ây à, này cũng hút được một tí máu nè. Đấy, thơm rồi anh em. Như vậy chúng ta sẽ kết thúc cái trận chiến ở đây ha. Vậy là chiến thắng đã dành về chúng ta rồi. Và hiện tại chúng ta đã lên được hạng 11 của vương giả rồi anh em ạ. Ơ, quên cho anh em xem cái phần thống kê rồi. Ok, để mình vào lại cho anh em xem cái phần thống kê nha. Bỏ qua nè, thống kê đây đi. Hiện tại là Sokoku Phát vẫn đang là người gây cái lượng đam cao nhất, 21.100. Đấy. Rồi, ok. Như vậy là cái video của mình cũng đang khá là dài rồi. Và anh kêu anh em đã dành những cái thời gian để theo dõi cái video của mình nha. Và hy vọng là anh em sẽ có cập nhật những cái thông tin mới nhất mà mình đã đưa lên. Thank you anh em và chúc em một ngày may mắn nha.